không gian 3 chiều cái. Em có một cái tâm dứt điều. Làm sao chúng ta xác định được tâm đường chọn, làm sao chúng ta xác định được đường chọn ngoại tiếp tâm dứt điều? Dễ rồi. Vậy nè, em bắt này trung điểm. Em bắt này trung điểm, xong nối này xuống. Nối này xuống, nó ra được trọng tâm tam giác của tam giác, trọng tâm của tam giác đều. Trọng tâm của tam giác đều chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác luôn. Đó. Thấy này không? Và cái cạnh này nè, nó bằng 2/3 cái chiều cao tam giác đều luôn phải không? Nhớ nha, tính chất. Còn cái cạnh FD này nó bằng 1/3 là xong. Thế thì bây giờ quay lại vấn đề của mình. Mình sẽ vẽ hình. Cắt vào đây đi. Tứ diện ABCD có cạnh đều bằng A. ABCD. Ok. Ô là nè, từ đây A đi đâm xuống đây nè là ô rồi nè. Nó như thầy đã giảng hồi nãy rồi đó. Góc giữa A, O và CD. Rồi luôn. Xong thêm. Khỏi giải. Đố em nhiêu độ? 90. Một cách trực quan nhất. Tại đi xuống đây vuông góc luôn rồi.